townhouse tầng dưới 2 phòng ngủ. Trời lạnh nên mình quay trong xe. Cái này như ở trên á, mặt phía sau á là một căn ở trên, còn một căn ở dưới. Nghĩa là căn phía sau á nó sẽ có cái ban công với lại cái gác ở trên, là 3 phòng ngủ. Còn căn ở dưới nhìn lại cái căn góc ngay dưới cùng này nè, kiểu như tầng dưới á, là nó sẽ có 2 phòng ngủ nên sẽ có 2 căn. Căn trên đầu, một căn ở dưới. Thì mình đang coi căn, chuẩn bị coi căn ở dưới. Này là ở khu Evergreen. Mấy nhà xung quanh đang trang trí Noel. Trời tối quá, lạnh quá không ra ngoài được. Đang chờ người ta tới show nhà coi. Căn 307 chủ mở rồi, có người ta đang xem luôn. Nhà nó có sẵn nội thất, nhìn cũng ok. Có cái tivi luôn, có bàn ăn, có tủ, này có cái kho hít. Đây là bên trong, nó có sẵn cái này. Bên trong nó có tủ lạnh bự nè. Tủ có sẵn hết. Đây nó có dán mấy cái này nè, kệ không sao. Cái là bị sóng sẵn rồi, tủ cũng ok. Máy rửa chén có sẵn, bộ bàn ăn. Vô phòng ngủ. Phòng ngủ thì nó có cái ngủ thảm, nó có sẵn cái giường luôn, bên đây có tủ đồ. Một phòng. Thì phòng ngủ thứ hai thì rộng hơn chút, có tủ ở đây, nó có cái tủ để đồ với lại một cái giường sẵn luôn, cửa sổ phía sau. Bên đây nó có cái cái giặt ủi bên trái. Nói chung cũng rộng để được ít đồ ở đây, wifi đồ này kia có sẵn luôn. Toilet, toilet cũng rộng nè. Trông cũng ok. Rồi, trong là phía nó có hết sưởi điều hòa có sẵn. Rồi, coi xong rồi. Phía trước nó có cái sân nè, buổi sáng thì thấy rõ hơn. Đậu xe đường trước cái này nè. Khúc này có nhiều nhà xung quanh nè, căn phía sau có một chỗ đậu xe phía sau nữa. Rồi sao lạnh quá đi trời. Quay lại Kia Sorento đời 2015. Đang để ở ngoài nên đông đá. Chủ mới vừa ra mình đi coi. Được, vỏ ra còn tốt quá trời. Cái đĩa còn nhìn còn khá là mở cứng. Xe này mới chạy có 70.000 cây km à. Khá ổn. Xung quanh có chạy gì không? Xe này còn cứng quá đó. Đủ rồi, rồi. Nhắn dữ rồi. Rồi nhắn rồi. Vỏ còn tốt. Sơn còn mới nè. Ừ, sơn còn mới. Tại do nó đông đá rồi chứ còn mới. Cân rao giá 17.900. Mình thấy xe này khá là ưng. Đang chờ chủ nhà ra. Nhà khu tay trắng Stone Ridge. Biết dạ. Cái này mở vô bên trong. Bên xe còn mới. Cũng ưng ghê chứ. 70.000 cây
thất còn còn ngon nè. Ừ. Mà thất còn còn ok. Gương gương chỉnh điện. Cái này chắc có chở cái nhất thấy có lông. Cũng ok mới. Ừ. Tới ngồi sao? Chắc ngồi trước không à. Cái này ông nói là nữ hai chạy. Hai chiếc nào chắc cũng ngồi. Ừ. Ngồi trước thôi hai người đi. Dạ. Chung xong cũng sạch sẽ. Bảy mươi ngàn cây màn hình này mới không cam lùi chứ hả. Có cam lùi nè. Có chứ. Nè. Chung bên trong cũng sạch sẽ mới. Nhìn bên trong nhìn cũng khá hơn đó. Để mở mấy. Ồ. Thật quá nè. Nhìn thịt bóng luôn. Được, xe cũng tay giữ kỹ kia. Thật. Ừ. Máy móc đẹp. Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới và con tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày mai tình yêu chiếu ánh sáng vào đời tôi hy vọng đưa đơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người nguyện tâm hồn cho niềm mãi riêng người mà thôi không yêu riêng một câu thơ ô tay tím hà nội mưa nay lòng bao nỗi nhớ ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay hơi ấm chào anh tuổi thơ ngây thương nhớ còn đây em lớp vui là sao? Lớp vui. Bài điều hướng dẫn đơn. Hạnh phúc xa vời với biết bao người với riêng anh thì không tới tin rằng anh luôn có em cùng chia sẻ buồn vui. Bài hát này anh tặng cho đó là người yêu của anh những khi em buồn chỉ cần anh được ở bên cạnh em che chở cho em quan tâm và chia sẻ cùng em. Và khi em cười anh còn cảm thấy yêu đời hơn và anh thấy thương em nhiều hơn.
Thank you.